Thanh niên năm xin chào tất cả các bạn với cảnh mình. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Alat nha. Đấy, thì tập trước là mình đã thoát khỏi cái thằng mập nha các bạn. Em mà lắc thế. Đây, mệt rồi. Thì tập trước là mình mới thoát được khỏi cái thằng mập nha. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xuống xem mà có cái cục pin nữa không, mình nhặt thôi. Trên đây là có một cái thang máy, trước là cái thằng kia bị kẹt. Ok. Hiện tại dưới đây chẳng... À đây có 2 cục pin nha bạn, ngon. Dưới đây 2 cục pin nha. Đấy, bây giờ sẽ lên xem nào. Đấy, vậy là mình đã có 3 cục pin hay 5 cục rồi nha. Giờ mình sẽ vô đây và xem nào. À đây, lại cái pin nữa. Ngon thế. Úi dồi, mở máy quay phát mắt là sáng bừng luôn các bạn. Sáng hình của đảng luôn. Mẹ không biết hiểu sao số son ra mà lấy được 4 pin nữa. Mà không sao, mình đi tiếp nha các bạn. Giờ mình phải ra ngoài mình dầm mưa nhá. Trước tiên là mình sẽ tìm một cái chỗ sáng trước. Thế mà ở đây bên này có chỗ sáng này các bạn. Ok, xem nào. Đây có một cái chìa khóa. Đừng nói nhặt xong là có cái thằng nào nó chơi mình nha. Tại ngoài mưa lắm đấy các bạn. Ôi, cái gì đây? Hiện tại ngoài mưa rất là to nha. Để sao có đường đi không? Ô, hình như có một cái cửa. Để xem cửa này mở không nhỉ? Ok, vậy là mình cửa này mở nha. Nào. Ôi. Cái gì đây? Nó chưa qua ở đây. Ui nhanh. Lúc này nó vào đây. Ui mẹ. Cái lìn ở đây. Thằng chó ở đây mới vô đây phải có ma các bạn ạ. Hết thằng mập đi để có ma. Game níu ấy. Mẹ sợ ấy chửng luôn ấy. Chỗ này là mái bị thủng nha. Xem nào. Đây có một cánh cửa đang mở. À đây có một cái thang này lên nha. Hiện tại là mình đang triển chiêu trên nóc nhà ra các bạn. Xem chạy có gì không nhỉ. Nhảy lên đi. Nhảy. Ok, hiện tại là mình đang triển chiêu trên nóc nhà nha. Đá này mà rơi ra chắc là vang luôn quá. Nhảy tiếp. Đang triển chiêu trên mái nhà. Đá này mà rơi xuống đây chắc không chết cũng què. Ok, xong rồi. Đấy, đi đứng cẩn thận vào. Xem nào. Hiện tại mưa đang che khuất tầm nhìn để mình nhé. Mưa to thế không ấy. Giờ vô trong nhà chú mưa chứ mẹ. Ở ngoài mãi này. Ui. Đi có mẹ ngã à. Chị có mẹ rồi. Vãi hay pin. Đi có mẹ nó nhảy nó ngã mẹ xuống luôn ạ. À đây, hình như mình có một đường các bạn. Chắc là nào mình cũng phải xuống thôi. Đấy, nhảy lên nha. Vãi trường. Sống chết các bạn ơi. Nhìn thấy biết chắc là sống được các bạn. Bởi vì là người dùng. Mưa này đéo nha, trong nhà chú mưa đi đứng ở ngoài làm gì ấy mày. Đếch trong nhà chú mưa mà đứng ở ngoài mày dầm mưa. Cái thời tiết đang lạnh rồi ông còn dầm mưa. Nó hơi. Không biết cái này là cái gì các bạn.
Đây có rất là nhiều bảo vệ ở đây nha. Chúng ta có 3 cục cho mình nghĩ đến tiết kiệm đây các bạn, đừng có phải tiêu xài không phí. Ok. Ôi thôi xong tôi rồi. Biết ngay mà. Ui, lại thằng béo à? Thế mẹ sao đi, mình đi đâu nó cũng đi theo ấy nhỉ? Hay là thằng ấy là cái thằng dẫn đường cho mình đấy các bạn? Mẹ bây giờ mưa đang che khuất tầm nhìn, bây giờ mình chỉ cần dựa sớp chớp sấm chớp để mình có thể mình tìm đường mình đi thôi, chứ mình nói thật cũng chẳng có đường đâu. Ui hình như nó lại đuổi các bạn ạ. Mẹ thằng này giỏi đuổi thế. Lên. Mẹ cái thằng này sao giỏi đuổi mình ấy nhỉ? Mẹ cho ta máy quay đi. Mẹ pin máy quay luôn. Giờ bấm nhầm mấy nút R nạp pin nó chết luôn. Để xem mà. Nhanh lên. Bây giờ lại phải xuống đây à? Cái bóng gì đấy? Bấm gì em? Không xuống được các bạn ạ. Ở đây xuống rồi các bạn. Bấm một ship vào xuống. Để lại nghe thì cái tiếng chân thì nó ở dưới này. Xem mà. Đừng nói lại thằng béo nha. Tập trước là 40 hết hơi bị nhiều đấy. Mẹ mày có để hết pin đấy nhỉ? Mẹ mày có chinh trong à? Đúng đây loại máy quay chinh trong rồi các bạn. Biết vậy đi vào bệnh viện trang bị mẹ nó cái loại máy quay. Ôi kìa bây giờ. Ôi sao lên nhanh em. Nhanh. Úi ôi. Mẹ. Vừa mới dọa mình luôn các bạn. Tìm mấy không phụ nữ. Úi ôi. Đấy kiểu hồ máu rồi các bạn. Mẹ ghê thật. Bây giờ mình sẽ vào khu. Vào trong này nhá. Thấy đường nào là mình vô thôi. Chết mẹ rồi. Úi bỏ cái mẹ rồi vô. Đây vô rồi. Đó là gì? Đu. Con đấy là L đúng không? Đu, bao là công nữa các bạn. Adrian cũng phải xóa mắt và kinh ngạc. Lên từ trên để những chỗ Chamartin. Ông đi đâu ấy ông ơi? Có mắt tôi phải tìm ông à? Hiện tại là mình có 2 cục pin nhá. Mẹ nếp dùng làm được cái mục đích gì? Sắp cái pin nơi rồi. Giờ thì cần cách là nhìn gần nữa các bạn. Ui dồi. Thằng chó ở đấy. Mẹ. Nạp pin đi nha. Pin nó nhanh ấy. Mẹ vừa có thằng nào nó đập cửa các bạn. Ôi, con chuyển đứa nào kìa. Đây là như kiểu là cái máy giặt á. Mẹ nó giặt cái gì ấy nhỉ? Đây này. Có pin không tao xin cái này. Xin cục ấy. Mẹ con hoặc là con 2 cục tiết kiệm đi các bạn. Cho mình lấy cái pin thì mình nhặt thôi nữa. Xem nào. Cái gì đây? Sao đèn trời? Để xem nào. Để thử vô đây tìm pin cái. Tự nhiên bên đây đèn nó bị tắt rồi ạ. Ui hình. Pin. Ngon. Thế thế ô đây cà phá tìm pin nữa này. Tự nhiên bên tay cái bóng đèn nó tắt. Để xem nào. Để xem nhảy không. 1, 2, 3. Nhảy. Ui không được nhé. Không nhảy được các bạn. M
Mẹ bây giờ tối như ma thì nhìn nhéo nữa. Ôi thằng nào ấy nhỉ? Ui thôi mẹ tốt nhất đừng có mở cửa. Giờ mình sẽ chui ra xem có gì không nha. Ôi chửi ra là cái gì này? Xin cái. Ui thế nào đây? Thằng này... Ui mẹ. Nó cầm dao các bạn ạ. Ui thôi. Té. Mẹ nó mình thấy nó cầm dao là có chuyện rồi các bạn ạ. Tốt nhất là té. Ok. Thôi cần lên mình có thể tạm dừng cái này ở đây nhá. Đấy, để tập sau thì mình sẽ tiếp tục mình khám phá chỗ này. Nó có cái gì nha các bạn. Mà bên kia có gì kia? Sẽ thân đôi. Nơi này. Bác trưởng chốt mẹ cửa rồi. Đường nó cũng phá rồi các bạn ạ. Ui, bác là công ơi, chờ tao với bác ơi. Ê. Ok, bây giờ mình cứ phải tìm phải tìm bác lao công nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn, bye bye.